Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thu trên 300 tỷ đồng từ nhãn đặc sản. Thành phố Hải Dương còn 5 khu đô thị, khu dân cư chưa nghiệm thu bản sao. Chương trình đánh thức khát vọng tại trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tôn vinh người hiến sắc mạc tại xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Nam Định giám sát chất lượng bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp. Sau đây là nội dung chương trình. Thời điểm này, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã cho thu trên 80% diện tích nhãn đặc sản. Đây là nơi được coi là thủ phủ giống nhãn chín muộn, hiện đang vào vụ thu hoạch rộ. Tại điểm cân nhãn ở các xã An Vĩ, Hàm Tử, Đông Kết, chợ nông sản Khoái Châu, hiện giá bán cho thương lái hái xô từ 18 đến 22 nghìn đồng một kg. Riêng các loại nhãn T1, T6 siêu ngọt có giá từ 35 đến 50 nghìn đồng một kg. Huyện Khoái Châu hiện có 1.600 ha nhãn, tập trung chủ yếu ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều, An Vĩ, Liên Khê, Tân Dân. Sản lượng khoảng 20.000 tấn, ước thu trên 300 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 80% diện tích nhãn là chín muộn. Đây là sản phẩm nhãn chất lượng cao, được trồng theo phương thức trồng mới, từ khâu chăm sóc đến bón phân, vùng đất theo quy chuẩn. Hiện đã thu được trên 80% diện tích còn lại thu hoạch từ nay đến hết tháng 9. Việc sản xuất nông sản an toàn không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, tạo uy tín mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phát huy hiệu quả từ những mô hình đã xây dựng thành công sau 2 năm xây dựng đề án Nông dân nói không với thực phẩm bẩn. Hội Nông dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã và đang tiếp tục xây dựng nhiều mô hình mới, phấn đấu đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn. Đây là diện tích hơn 3 hectare bí xanh đặc ruột của 10 hộ dân xã Thạch Bình, một trong những mô hình mới được Hội Nông dân huyện chọn là mô hình sản xuất nông sản an toàn. Với sự trợ giúp về kỹ thuật phân bón, mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Mỗi sào cho thu hoạch từ 1 đến 1,2 tấn quả, được sản xuất theo quy trình sạch an toàn nên giá bán tại ruộng từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng một kg, cho thu nhập từ 9 đến 15 triệu đồng một sào. Cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và các cây rau màu khác như ngô, lạc, đậu. Trong quá trình trồng cây bí thì mình phải chọn từ khâu giống, rồi đến phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đa số chúng tôi là các thuốc có nguồn gốc sinh học hết. Thương lái đến, người ta cũng biết mình là trồng theo đúng cái tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn thực phẩm. Nói chung là đảm bảo an toàn. Và làm đâu tiêu thụ hết đấy. Bây giờ là không có. Hội Nông dân xã Thạch Bình tiếp tục khuyến khích các hộ nông dân nhân rộng mô hình và liên kết để bao tiêu sản phẩm. Đối với hộ nông dân xã Thạch Bình thì trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân. Thứ nhất là nhận thức về cái đảm bảo cái an toàn thực phẩm, là bảo vệ sức khỏe của chính bản thân. Và thứ hai nữa là cho mọi người sẽ xây dựng nhiều các mô hình an toàn thực phẩm hơn. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện đề án Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn, các cơ sở hội nông dân trên địa bàn huyện Nho Quan đã xây dựng và đưa vào thực hiện trên 20 mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo an toàn. Trong đó, từ đầu năm đến nay xây dựng được 4 mô hình. Hợp tác xã nuôi thỏ Gia Tường, hợp tác xã gà ở Gia Sơn, mô hình trồng bí xanh đặc ruột và nuôi cá trạch sụn. Hầu hết các mô hình được đánh giá phát triển tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, được hội viên nông dân phấn khởi, tích cực ủng hộ và nhân rộng. Tới đây sẽ thành lập cái cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn của huyện. Một mặt là sẽ tiêu thụ những sản phẩm của bà con nông dân sản xuất an toàn. Và thứ hai nữa là cái cung cấp cái thực phẩm an toàn đến cho người tiêu dùng. Thành công bước đầu của các mô hình nông dân nói không với thực phẩm bẩn trên địa bàn huyện Nho Quan đã làm chuyển biến nhận thức của hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao thu nhập và chất lượng nông sản. Mặc dù là tỉnh có diện tích trồng rau tương đối lớn với trên 36.000 ha, nhưng đến nay tỉnh Thái Bình vẫn chưa có diện tích rau nào được chứng nhận theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do vậy, mục tiêu từ nay tới năm 2020, Thái Bình mở rộng các mô hình và các vùng sản xuất hiện có, phấn đấu đạt 250 ha rau an toàn theo chuỗi. Các huyện, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương có thể quyết định xây dựng thêm mô hình cây trồng an toàn theo chuỗi bằng cơ chế chính sách của huyện, thành phố.
đồng thời tiếp tục duy trì và mở rộng các vùng sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi, theo khả năng của các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư cho sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm cây trồng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người sản xuất. 8 tháng đầu năm 2018, sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định tiếp tục phát triển ở cả vùng nước ngọt và vùng nước mặn lợ. Tính đến hết tháng 8, các cơ sở sản xuất đã sản xuất được 11 tỷ 858 triệu con giống các loại, đạt 104,34% kế hoạch năm. Toàn tỉnh hiện có 137 cơ sở sản xuất giống thủy sản các loại, trong đó có 115 cơ sở sản xuất giống thủy sản mặn lợ, 22 cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt. Các cơ sở sản xuất giống thủy sản đã sản xuất thành công nhiều đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao, chủ động được cơ sở sản xuất một số loại nhiễu thể, tôm sú, cá bống bớp, cua biển và một số đối tượng mới được đưa vào sản xuất như cá chép coi, cá chép Nam Vân, góp phần đa dạng hóa các con nuôi. Với chất lượng giống hơn hẳn nhập từ các nơi khác, các trại giống thủy sản trên địa bàn Nam Định đã khẳng định được chất lượng và thương hiệu. Hiện nay, các cơ sở sản xuất đã chuyển làm từ làm ăn riêng lẻ sang hợp tác sản xuất theo nhóm từ 3 đến 10 hộ nhằm hỗ trợ nhau về tài chính, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, áp dụng chung quy tắc sản xuất an toàn, hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, từ đầu năm đến nay, Hội đồng nghiệm thu cơ sở của thành phố đã phối hợp với các nhà đầu tư kiểm tra 8 dự án khu đô thị, khu dân cư. Hội đồng đã bàn giao xong 3 dự án gồm dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, khu dân cư thương mại và tiểu thủ công nghiệp Thạch Khôi giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư May 1, 5 dự án còn lại chưa thể nghiệm thu, bàn giao, gồm khu thương mại du lịch văn hóa và đô thị mới phía Tây, cụm dân cư đô thị cạnh khu sinh thái Âu Cơ, đầu tư xây dựng khu dân cư Đại An, khu chợ Hải Tân và khu đô thị mới Tuệ Tĩnh. Nguyên nhân do nhiều hạng mục của các khu đô thị, khu dân cư chưa được nhà đầu tư điều chỉnh hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng, diện tích trồng cây xanh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, từ đầu năm đến ngày 3 tháng 8 năm 2018, toàn tỉnh thu hút được 70 dự án đầu tư mới và thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư 27 dự án, với tổng vốn đăng ký mới điều chỉnh là trên 319 triệu đô la Mỹ và 3.607 tỷ đồng. Trong đó thực hiện cấp mới 70 dự án đầu tư, gồm 33 dự án FDI và 37 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 235 triệu đô la Mỹ và 3.177 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư cho 27 dự án, gồm 16 dự án FDI và 11 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư trên 65 triệu đô la Mỹ và trên 430 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 3 tháng 8 năm 2018, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 808 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 240 dự án FDI và 568 dự án trong nước, với vốn đăng ký trên 2.705 triệu đô la Mỹ và 104.408 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động chủ yếu trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Các nước có nhiều dự án FDI là Nhật Bản, Hàn Quốc với hoạt động sản xuất chủ yếu tập trung gia công lắp ráp các sản phẩm linh kiện điện tử và các sản phẩm mỹ nghệ. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hội khuyến học Việt Nam do ông Phạm Hoàng Pe, Chủ tịch Thường trực thi đua khen thưởng Trung ương Hội, làm trưởng đoàn, vừa có buổi thẩm định giải thưởng nhân tài đất Việt về khuyến học khuyến tài năm 2018 đối với đề tài Robot đặt hạt tự động của ông Phạm Văn Hát, hội viên chi hội khuyến học thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ý tưởng thực hiện đề tài Robot đặt hạt tự động của ông Phạm Văn Hát được hình thành từ đầu năm 2012. Sau hơn 2 năm nghiên cứu và thử nghiệm, với không ít lần thất bại, cuối năm 2013, tác giả đã chế tạo thành công chiếc máy gieo hạt với độ chính xác từ 95 đến 97%, giúp nông dân giảm bớt sức lao động, bởi chiếc máy này có thể thay thế công việc của 40 lao động thủ công. Trong cuộc thi sáng tạo khoa học tỉnh Hải Dương lần thứ 8 năm 2012-2013, đề tài này đạt giải nhất. Đến nay, robot đặt hạt đa năng được ứng dụng thực tế tại 63 tỉnh thành và 14 nước trên thế giới. Dựa vào 5 tiêu chuẩn và 10 tiêu chí đánh giá, các thành viên trong đoàn thẩm định của Hội Khuyến học Việt Nam đều cho số điểm tối đa đối với đề tài này. Như vậy, năm 2018 này, đề tài robot đặt hạt tự động của ông Hát sẽ là một trong 6 đề tài của cả nước được nhận giải thưởng nhân tài đất Việt về khuyến học khuyến tài.
tại trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Mobifone Hà Nam tổ chức chương trình đánh giá khát vọng và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Tại chương trình, Mobifone Hà Nam đã trao tặng 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó, đồng thời tặng khóa học online trị giá 4 triệu đồng cho các em học sinh và 150 cuốn sách đánh thức khát vọng cho những học sinh tham gia giao lưu trong chương trình. Trong dịp này, các em học sinh tham gia chương trình được giao lưu với diễn giả Nguyễn Sơn Lâm và ca sĩ nhạc sĩ khiếm thị Hà Trương. Từ những trải nghiệm của bản thân, diễn giả Nguyễn Sơn Lâm đã truyền đạt đến các em về những khát vọng chinh phục thành công, kiên trì theo đuổi ước mơ, sống một cuộc sống ý nghĩa. Ca sĩ nhạc sĩ Hà Trương bằng những nỗ lực bản thân đã thể hiện nhiều ca khúc lay động lòng người, góp phần giúp học sinh lạc quan, tự tin trong lựa chọn định hướng nghề nghiệp tương lai. Chương trình đánh thức khát vọng là chương trình truyền cảm hứng, tạo niềm tin và đánh thức khát vọng sống cho các em học sinh, qua đó góp phần giúp các em học sinh, những bạn trẻ có những tâm tư nguyện vọng cùng mong muốn vượt lên ý chí, kiên trì theo đuổi ước mơ và khám phá nghị lực bản thân. Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang bắt đầu thực hiện một số các khoản thu năm học 2018-2019. Để chấn chỉnh tình trạng thu trái quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản về việc quy định các khoản thu trong các trường học trên địa bàn. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc các khoản thu chi trong trường học năm học 2018-2019. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lạm thu, thu không đúng quy định, tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện hoặc lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. Đối với những khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi. Đối với các khoản thu hộ như tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh theo đúng quy định của luật bảo hiểm y tế thì cần giải thích rõ nội dung và tính chất tự nguyện để phụ huynh không hiểu nhầm với các loại bảo hiểm thương mại. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Mắt Trung ương vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tổ chức tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của ông Nguyễn Trọng Hưởng ở thôn Hoài Hữu, xã Thái Sơn vì hiến tặng giác mạc cho người khiếm thị. Năm 2017, ông Nguyễn Trọng Hưởng phát hiện mắc bệnh ung thư thực quản. Theo ý nguyện của ông và được sự đồng thuận nhất trí của người thân trong gia đình, sau khi ông qua đời, Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương đã thu nhận hai giác mạc ghép thành công cho hai người khiếm thị. Đây là trường hợp đầu tiên tại xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy tự nguyện hiến tặng đôi mắt của mình để cứu giúp những người không may khiếm thị thấy lại được ánh sáng. Được biết đến nay, Bệnh viện Mắt Trung ương đã thu nhận 938 giác mạc từ 479 người hiến trong cả nước. Tại buổi lễ, gia đình ông Nguyễn Trọng Hưởng nhận bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và kỷ niệm chương của Bệnh viện Mắt Trung ương. Hướng tới Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương vừa tổ chức chương trình giao lưu mâm cơm gia đình năm 2018. Tham gia chương trình có sự tham gia của 45 chị em phụ nữ đến từ 9 đơn vị trực thuộc công đoàn ngành. Trong thời gian quy định của ban tổ chức, mỗi đội đều hoàn thành một mâm cơm đảm bảo dinh dưỡng và thẩm mỹ dành cho gia đình 3 thế hệ cùng sinh sống với mức chi phí không quá 500.000 đồng. Được biết, với số lượng nữ đoàn viên công đoàn chiếm 40% tổng số đoàn viên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, những năm qua chị em phụ nữ luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam và kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phủ Lý về công tác dân vận trong hành quân xã ngoại kết hợp xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố kết hợp với Thành đoàn, Cấp ủy chính quyền xã Liêm Trung và Tiểu đoàn 82 ra quân tổng vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tại xã Liêm Trung. Sau lễ phát động, trên 130 đồng chí thuộc lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên thành phố, Tiểu đoàn 82, lực lượng dân quân cùng các ngành đoàn thể trong xã đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang cây cỏ, làm thủy lợi, nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy. Trong một ngày làm việc với tinh thần tích cực khẩn trương, trên 2 km tuyến đường trục chính của xã đã được thu dọn vệ sinh. Gần 1 km kênh mương quanh khu vực địa bàn thôn 567 xã Liêm Trung được khơi thông, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân về bảo vệ môi trường, chung sức cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.
Chưa đến nửa tháng nữa là tới Tết Trung Thu, nên các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em được sản xuất buôn bán với số lượng lớn. Đây cũng là thời điểm hàng giả, sản phẩm kém chất lượng được trà trộn. Vì vậy, việc siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra thị trường dịp này đang được Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình đẩy mạnh. Quản lý thị trường Thái Bình triển khai các biện pháp tăng cường lực lượng kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở sản xuất cũng như các điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào các mặt hàng thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung Thu như bánh kẹo, bia, nước giải khát, đồ chơi trẻ em. Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý thị trường cũng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, đơn vị cũng kết hợp công tác tuyên truyền phổ biến trực tiếp đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh hàng hóa của các đơn vị doanh nghiệp. Theo số liệu của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Nam Định, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có 73 doanh nghiệp tổ chức bếp ăn tập thể với số lượng người ăn thường xuyên trên 3 vạn người. Việc tăng cường giám sát chất lượng bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp để đảm bảo an toàn thực phẩm là vấn đề thường xuyên được quan tâm và từng bước được nâng lên trong thời gian tới. Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Nam Định thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền kiểm tra giám sát về thực hiện an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo điều hành công tác an toàn thực phẩm như tham gia Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, ban hành các văn bản, triển khai, nhắc nhở các nhà đầu tư doanh nghiệp tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm vào dịp Tết Nguyên đán mùa hè. Các văn bản về tăng cường công tác giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm. Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Phần lớn các doanh nghiệp tự tổ chức bữa ăn ca nhằm tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua lựa chọn nhà thầu có uy tín, có truy xuất nguồn gốc xuất xứ thực phẩm. Các bếp ăn tập thể được thiết kế và tổ chức hoạt động theo nguyên tắc một chiều, có các khu vực sơ chế, chế biến, bố trí nơi rửa tay trước khi ăn cho công nhân, nhà vệ sinh, thay đồ bảo hộ lao động cho người chế biến thực phẩm. Nhiều doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động với chất lượng khá tốt, với mức 22.000 đồng một suất. Trong đó, chưa tính các khoản chi phí quản lý, khấu hao, thuế. Các bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết tại các doanh nghiệp đều có nội dung về bữa ăn ca cho người lao động. Trong thời gian qua, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản. Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh về đấu tranh, chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, Công an huyện Sa Bình đã triển khai lực lượng trực tiếp xuống địa bàn, bám chắc cơ sở, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, thường xuyên rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản để kịp thời phát hiện, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ tháng 6 đến nay, Công an huyện Gia Bình đã điều tra làm rõ 11 vụ, 6 đối tượng trộm cắp tài sản, 23 vụ, 5 đối tượng cướp giật tài sản. Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản từ nay đến cuối năm, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an nhằm đảm bảo an ninh trật tự, quần chúng nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động quản lý và bảo vệ tài sản của mình, tích cực tham gia tố giác loại tội phạm, đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện thông tin liên quan đến vụ việc và đối tượng. Do sự thiếu ý thức của các hộ dân cộng với sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, nên từ nhiều ngày, vật liệu xây dựng rác thải đã bị đổ ngay trên lòng lề đường thuộc khu phố Sơn Nam, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đây là tuyến đường dẫn vào khu di tích lịch sử đền Quan Lớn, Đệ Tam của phường. Tuy nhiên, tuyến đường này đã bị các hộ gia đình mang vật liệu xây dựng, rác thải ra đổ tràn lan cả xuống lòng lề đường. Điều đáng nói là mặc dù tình trạng trên tồn tại từ nhiều ngày nay, song không thấy địa phương dọn đi mà ngày càng thấy đổ nhiều hơn. Điều này không những gây mất mỹ quan, thu hẹp lòng lề đường, mà về lâu dài sẽ gây nên tình trạng nhà nọ đua nhà kia, mang rác thải vật liệu xây dựng ra đổ, biến nơi đây thành điểm chứa rác thải. Thiết nghĩ chính quyền phường Lam Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ gìn và bảo vệ môi trường sống tới các hộ dân. Mặt khác, cần giải quyết dứt điểm tình trạng trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.